Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Crypto Adrock, kênh chuyên làm những sự kiện Adrock Mining từ những dự án trên thị trường Crypto. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm chuông đăng ký để không bỏ lỡ một dự án nào mà mình để chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay, mình xin hướng dẫn mọi người tham gia sự kiện Adrock từ dự án Exchange. Để tham gia vào sự kiện Adrock từ dự án Exchange, mọi người click vào link mình để phía dưới phần mô tả video. Về tổng pool giải thưởng của sự kiện Adrock từ dự án Exchange là 400.000 token có ký hiệu là ECG. Về trong đó sẽ có một về cộng thêm với 1.000 NFT từ dự án này. Về top 1.000 người tiền rep sẽ nhận được 10 đô token của dự án và cộng thêm 1 NFT từ dự án. Về top 1.000 người là ăn chắc 100%. Về sự kiện Adrock, đây là một sự kiện dành cho 39.000 người đầu tiên tham gia sự kiện. Về mỗi người sẽ nhận được 10 đô token ECG. Về sự kiện sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 12. Vậy chỉ còn khoảng 6 ngày nữa là sự kiện để kết thúc nên mọi người phải tranh thủ tham gia. Vậy dự án sẽ phân phối token về ví của mọi người sau 30 ngày kể từ khi kết thúc IDO. Tiếp theo mọi người tiến hành làm các nhiệm vụ trang mạng xã hội mà dự án yêu cầu. Đầu tiên mọi người tiến hành truy cập website của dự án này. Mọi người có thể thấy cái NFT của dự án này rất là đẹp. Rồi tiếp theo mọi người quay trở lại form, mọi người click vào continue. Tiếp theo, mọi người tiến hành làm nhiệm vụ trên Twitter. Mọi người tiến hành follow. Sau đó mọi người tiến hành like và retweet bài post. Rồi mọi người tiến hành retweet. Sau đó mọi người quay sang lại form, mọi người click vào continue. Tiếp theo mọi người tiến hành tweet lại bài post mà dự án yêu cầu. Sau đó mọi người tiến hành làm các nhiệm vụ trên Telegram. Mọi người tiến hành join channel. Sau đó mọi người vào một setting. Tiếp theo mọi người click vào một edit profile để mình copy username Telegram. Rồi mọi người gửi vào form. Rồi tương tự tham gia cộng đồng group của dự án. Rồi mọi người cùng gửi Telegram username. Rồi mọi người tiến hành tham gia. Và hiện tại group này đã có gần 45.000 thành viên tham gia. Một dáng Remo của nó rất là ngon. Rồi sau đó mọi người tiến hành follow dự án trên Medium. Và yêu cầu mọi người mọi phải mở phần mềm phát IP để hỗ trợ mình truy cập website Medium. Rồi mọi người tiến hành follow. Sau đó mọi người sau khi follow xong, mọi người tiến hành tắt IP giùm mình. Rồi mọi người tiến hành gửi username Medium của mình. Để lấy username Medium, mọi người vào trang cá nhân, click vào avatar. Sau đó mọi người vào trang cá nhân,
Thế mọi người copy dòng chữ kèm theo dấu e cộng. Và đây là username medium của mình. Sau đó mọi người tiến hành gửi địa chỉ ví mạng Binance Smart Chain của mình. Mọi người có thể dùng ví MetaMask là ví của mình đang sử dụng, hoặc có thể dùng ví Trust Wallet về để nhận thêm phần thưởng từ sự kiện airdrop của dự án eSangi. Mọi người có thể copy link rep của mình mà bạn bè hoặc người thân của mình tham gia sự kiện. Phần thưởng ở đây là top 1000 người từng rep, mọi người sẽ nhận thêm 10 đô token có ký hiệu là ECG và cộng thêm 1 EBT từ dự án này. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Nếu mọi người cảm thấy video hay, có thể cho mình một like, một nút share, mời mọi người nút đăng ký để ủng hộ kênh mình.